Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. À, bên chú Dũng này có nghe vàng này. Nghe vàng á? Có thằng nhá. Ui, 1, 2, 3, 4, 4 đứa, 4 đứa, 1 team, 1 team, công ơi, 1 team, 1 team. Ê, 1 thằng nó thôi xong rồi. Trên nhà tôi nha em ơi. Ê, nhà mình cũng có mấy thằng. Thôi xong rồi, trễ rồi, các bạn ơi, cứu mình các bạn ơi, cứu mình các bạn ơi, help me, ui, gặp ngay đội yêu quái rồi, các bạn ơi, đây, chạy vào, support Huy Nhi, đúng rồi. Đây, thấy rồi, Huy Nhi, ui, bên cạnh Huy Nhi, giết nó, rồi, hết đạn rồi, sát thủ rồi, qua đây, cứu nó Huy Nhi, ngay cửa, cứu nó, sát thủ ơi, chạy qua, nó đang yếu rồi. Nó yếu rồi, sát thủ ấy, chạy qua. Nó đang yếu rồi ông ơi, chạy qua. Ui, cứu nó nè. Mặt vây. Đây, cứu phát ông ơi. Cứu thì còn cứu nó đi. Còn mỗi một tí giây nữa thì ông không cứu nổi tôi. Đậu xanh bạn tôi. Bạn tôi sợ đai. Bạn tôi đang cứu dở, bạn tôi ngừng lại. Wow, còn một tẹo. Ơ nhưng mà đang còn một tẹo đây. Không phải mấy giây thôi ông ơi. Mà ông không thể cứu nổi tôi. À, bạn tôi. Ô bạn ơi, mình mất chân này. Sao mất chân á? Chân đâu? Đấy. Bị què quạt. Sao? Què đâu? Sợ lìn giết rồi nó quen không ạ? Để chơi cái nào mọi người. Bạn nào có đạn tiểu liên không vậy? Tôi hết đạn tiểu liên rồi các bạn ạ. Đúng một băng. Thế ngủ xong nguyên một team rồi à? Xong rồi bạn ơi. Bây giờ là mình công nhận trang bị của mình nghèo vãi chưởng nha em ơi. Chạy xuống dưới kiếm đồ cái đã. Wow, thật là gắt phải không anh em ơi. Đây, sát thủ ở đâu? Đây, thiếu đạn liên ra đây, trên P90 này. Có cả băng đạn. P90, ok đâu. Đây, cho đây. Đây, qua ngay. Ôi, sao nào giải mình lắm thế? Huy Nhi ông ạ. Giải mình vừa thôi ông ơi. Qua chỗ này con nào. Wow, có một cái balo 2. Ngon. Đây là cái giáp 1 đầu tiên của mình các bạn ạ. Công nhận trong của mình nghèo vãi chưởng. Xe xanh ở dưới á. Ok, hôn nhé. Let's go, chúng ta sẽ đi lẻ. Mặc kệ sát thủ. Sát thủ đài. Hôn nhé. Hey. Hôn nhìn tôi có nghe được đâu không? Có nghe được đâu. Hôn nhé, ra đi xe của vệ sĩ kìa. Huy Nhi giả vờ như không nghe thấy gì ông ạ. Thôi kệ nó, tôi với ông mỗi người một xe, kệ Huy Nhi, đi đua xe đi bạn ơi. Đây, phải qua đua xe bạn ơi. Ông cổng trời luôn nhá. Thế bây giờ hỏi Huy Nhi có đi xe không? Một đi xe hay đi bộ cho lựa chọn. Chắc lên xe luôn chứ. Cho đi bộ luôn ông ạ. Có đó à? Không kệ nó đi. Đi bộ đi, cho nó khỏe chân ông ơi. Bên trên này có xe xanh dương này, đây xuống đón. Đâu, xuống đón lên mà, mỗi đứa một chiếc xe xanh dương luôn. Con đi, ra đây, anh đón đây. Đây, lại chạy chiếc xe màu xanh này, đấy, gắt quá nhỉ anh em, đây các bạn ơi. Xếp hàng thành một cái dàn xe nào các bạn ơi, đây tôi đang lên đây, tôi xếp hàng sẵn này. Các bạn đỗ xe đúng vị trí đàng hoàng nhé các bạn nhá. Các bạn lên đây đỗ xe đúng vị trí đàng hoàng nhá, đây tôi đang đỗ xe đúng rồi. Đó, đỗ thêm một con xe đấy anh em ơi. Đấy, đang giữ chỗ này, đấy, đứng đây chụp ảnh cái này, đấy, đúng kiểu này. Chờ hai đứa kia nữa anh em ạ. Lên đứng đây chụp ảnh ở đường này. Nhanh các bạn ơi, nhanh không kẻ địch nó bắn. Ê, mình SML bây giờ nhanh, nhanh vào luôn. Đây là độ dích kít của team sĩ kẹo, mỗi đứa khoe một xe. Các bạn ơi, dựng xe vào đây các bạn ơi. Ui, dựng cẩn thận vào, đi chậm thôi, dựng cẩn thận vào, thẳng hang. Thẳng hang vào. Ui, bạn tôi thẳng hang vào, hơi méo méo rồi. Ok, đứng đây. Đứng vào đây chụp ảnh. Lên, nhảy lên xe đi các bạn ơi. Đấy. Đấy, ngồi xuống đỉnh. Thôi phải đứng góc xa một tí đã để lấy toàn cảnh các ông ạ. Ơ Huy Nhi. Huy Nhi có làm gì vậy? Có thằng kìa. Xe các bạn ơi, đua xe à? Huy Nhi bị bắn mạng rồi. Huy Nhi ơi, chúng ta đang làm funny mà tại sao bạn lại im bắn mạng? Bạn rẻ tiền vãi trưởng Dũng Mì Tôm ạ. Let's go. Ui, đây là team siêu xe màu xanh dương anh em ạ. Team phi xe. Đâu rồi, người đâu? Người đâu các bạn ơi? Quanh này không? Wow, chưa thấy ai cả các bạn ạ. Không có. Có thấy ai đâu? Để xe các bạn đây.
Xuống xe nào các bạn ơi. Mỗi đứa một xe nhá, khỏi tranh nhau nhá. Đây. Ui, Hồ Nhi ơi. Hồ Nhi kêu mạng đấy, gọi Hồ Nhi nó kêu mạng đấy. Hồ Nhi im lặng vãi trưởng. Hồ Nhi, Hồ Nhi. Đây. 100 á. Đây rồi, các bạn ơi, đây rồi các bạn ơi. Đây rồi bạn ơi. Sao tôi mang các bạn ơi. Ok. Ê Hồ Nhi ơi, Hồ Nhi tông mạng gắt quá nhỉ, mình đang ăn được rồi Hồ Nhi ơi. Thế là kẹo bây giờ vẫn không kill anh em ơi, team nó chơi gắt quá mà. Nên là mình không kill. À các bạn cười mình phải không? Các bạn cười mình phải không? Tại sao các bạn lại có thể cười mình được? May vẫn còn dùng máu anh em ơi, tôi sẽ bơm máu tạm về đã. Các bạn ơi xuống đây. Mấy đứa bạn mình cho nó chơi gắt quá nhỉ anh em. Đây các bạn ơi, nhái tầng cũ á. Quay lại luôn anh em ơi. Ra ngoài ở đâu rồi? Ui Hồ Nhi ơi, thế là xong. Các bạn đã mấy kill rồi, khai mình no kill. Tại sao các bạn có thể để mình no kill được? Wow, sao các bạn để lại toàn trang bị rẻ tiền? Please cho xin tìm máu đi các bạn ơi. Một đứa một xe luôn. Là Hồ Nhi vứt xe của bạn rồi sao ấy? Xe mình đâu rồi ấy? Đây. Let's go nha em ơi. Đến ra thính luôn. Đây ok, ra thính luôn. À tôi quay lại tôi rút đồ tí cái đã. Ui đây rồi, có máu rồi nha em ơi. Đi lại có mạng à? Có máu rồi nhá, xin không đứa nào cho anh em ạ. Tôi quay lại để rút máu mà. Các bạn ơi, chờ mình với. Ui, các bạn rút thính giả. Tính gì thơm thế? À, đậu xanh. À, đây rồi, dưới này bắn nhau căng bãi trưởng. Ui, các bạn ơi. Các bạn chơi căng vậy. Mình vẫn no kill. Zero kill, các bạn ơi. I'm so sad. What the hell, mình zero kill. Anh em ơi tôi buồn quá. Sao buồn cậu? Tại sao các bạn ăn hết mà không để cho mình một kill nào? I'm so sad anh em ạ. Bye bye các bạn. Mình sẽ đi riêng này. Ơ sao bạn phá xe của mình? Bạn rẻ rách vậy, mỗi đứa một xe rồi cơ mà. Thằng rẻ rách này. Tại sao lại rẻ rách như vậy? Ui Hồ Nhi. Lại có kill rồi. Tại sao chúng ta là một team mà bạn hơn thua từng kill một vậy sát thủ? Cậu mới là người thế chứ. Ơ, cậu mới là người như vậy mà. Sĩ kẹo vẫn no kill anh em ạ. Sĩ kẹo sâu sắc. Đây sĩ kẹo. Wow. Và chúng nó đi xe chung với nhau, mình đi xe rẻ tiền anh em ạ. Cuộc đời. Tại vì sát thủ nó phá xe của mình anh em ơi. Nó phá xe của mình. Đấy. Anh em đã thấy được bộ mặt thật của sát thủ lại Hồ Nhi chưa? Xe của mình đang chạy ngon, sát thủ nó phá xe này anh em này. Bây giờ phải đi xe rẻ tiền này. Sao các mọi người? Có ai chơi không? Mình tạo phòng cho chơi nè. Thôi em ơi. Ui. Úi dồi ôi Hồ Nhi lại có thêm kill được à? Gắt thật. À, chú mặt được à? Hồ Nhi ơi, no. No. Ăn ít thôi Hồ Nhi ơi. No, ăn ít thôi Hồ Nhi ơi. À Hồ Nhi bắn xe đồng đội, không cho đồng đội ăn mạng. Hồ Nhi ơi, đừng rẻ tiền thế nữa bạn ơi. Đừng rẻ tiền thế nữa Hồ Nhi ơi. Ok, mạng đầu tiên của sĩ kẹo, đậu xanh quần què. Tấn công của team nổ, đây là mạng đầu tiên của mình nha anh em ạ. Vì đồng đội nó ăn hết mạng. Giáp luôn. Đạn từ liên thế là hết rồi anh em ơi. Tôi sẽ lấy thêm cái nòng giảm thanh cái đã. Xe cũng gần nổ rồi. Wow các bạn, để mình ăn hẳn một kill. Gắt thật. Các bạn ạ. À. Thôi mình đi một mình đây các bạn ơi. Đấy lấy con xe thế dương đây mà đi. Thôi đi bộ thôi cho nó an toàn bạn ơi. Cần gì xe. Thế. Mình kệ các bạn ấy, mình sẽ đi lẻ. Bạn ơi.
mình sẽ đi đến một chân trời mới. Mình không thể chịu được các bạn vì các bạn ăn quá nhiều mạng. Huân Nhi cũng ăn nhiều mạng rồi. Wow, Huân Nhi mười mấy kill rồi Huân Nhi ơi. Như lại mấy chục kill ngay rồi. Gắt quá nhỉ, tôi chịu rồi công ạ. Wow, và sát thủ lại ăn mạng trong khi tôi trận này im lặng các bạn ạ. Cậu có thể im lặng, khép mình bên những vần thơ, im lặng bên một bài hát tan dở. Tính các bạn đây. I'm so sad. Các bạn có thể die được không? Khi các bạn gặp Team Squad. Và các bạn die. No, Huân Nhi not die. No, Huân Nhi not die, nó lại có thêm kill các bạn ạ. Huân Nhi kill lại. SK đi ăn xin mạng, đúng rồi nha em ơi. Bây giờ là phải đi ăn xin mạng luôn đấy chứ. Tại đồng đội chúng nó không hiểu sao trận này chúng nó chơi xanh vãi trở anh em ạ. Càng quá. Ui. Ui, các bạn lại nốc được thiên thần nào nữa hả? Mình thật sự buồn. Wow, gắt thật. Sĩ ơi, đừng làm thế. Mình đi lẻ các bạn ơi. Đừng sát thủ ai. Wow, lại là sát thủ ăn mạng. Cậu định cay mạng của mình á. Wow, mình định cay mạng đâu bạn, mình chỉ thấy người mình bắn thôi mà. Nó đứng về phía mình mà các bạn. Đang tính trang bị nào giả thay để đi xa xa tí, nhưng mà thôi anh em ạ, lại lắp nòng 3 vào. Đó, lại lắp nòng 3 vào thôi. Mình không có nòng 3 để lắp nữa. Cái xe cậu ơi. Không, mình sẽ không đi chung xe với bạn. Ra cái xe ăn mạng nào. No, bạn ăn mạng, not mình ăn mạng, no. Ê, thu ở đảo dưới. Ê, có thằng gọi ở nhà máy điện ra, gọi chính ở nhà máy điện ra. Điện theo. No. 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 Ê, có thằng. Sát thủ đã đi bạn ơi, đừng sống nữa bạn ơi. Vì bạn ăn quá nhiều mạng rồi. Chắc là lại Huân Nhi. Ui, Huân Nhi lại ăn mạng rồi. Này Huân Nhi nó chơi gắt quá, nó ăn hết mạng của anh em rồi. Đấy, nó lại ăn rồi. Sợ quá nhỉ Huân Nhi nhỉ. Huân Nhi vẫn im lặng các bạn ạ. Mình là đây. Đây phải rơi thuộc về. Wow, may vẫn còn một chiếc xe cho mình. Wow. Không sao anh em ạ, chúng ta vẫn còn một chiếc xe nát để đi. Dẫu sao thì có xe để đi anh em ạ, nát cũng đi được. Giờ đâm một cái nổ luôn xe này anh em này. Cuộc sống thật là chớ trêu các bạn ạ. Huân Nhi đừng có làm thế. Wow, các bạn lại ăn lẻ à? Đúng vậy. Các bạn lại ăn mạng lẻ rồi. Dậy. Ôi, tôi tưởng trên này có mạng. Trên này, có thằng nữa này. Các bạn đây. Sát thủ gãy cánh. Sát thủ sâm mặt. Chúng ta chờ đợi và sát thủ đã gây cánh. Giải cứu sát thủ. Đây là màn giải cứu sát thủ. Ui. Ui, Huân Nhi lại ăn mạng. Hay quá các bạn. Trong khi đó Si Kẹo. Si Kẹo vẫn là một kill. Cậu quên lần trước ai cứu. Wow. Ok. Ok, thằng hóa Huân Nhi này sau mình biết rồi. Wow. Wow, các bạn thật tiền tiền. Các bạn rẻ tiền thì có. Một kill cuối cùng các bạn thể cho mình ăn được không? Please. Mình xem mình khi các bạn ăn hết sạch mạng. Wow, Huân Nhi lại chuẩn bị có mạng. No. Huân Nhi ơi, no. No, Huân Nhi ơi. No, các bạn đừng ăn mạng nữa. Mình cầu xin các bạn, please các bạn đừng ăn mạng nữa. No. Wow. No. No. Ow. No. Ow. No. Okay. Ui, cẩn thận tôi ngã dốc chết các bạn ạ. Tôi chạy xuống trước đây. Dốc vãi trưởng. Huân Nhi ơi. No các bạn ơi. Ê, bị tụt dốc các bạn ơi. No các bạn ơi. No. No. Thằng Huân Nhi nó đánh. No. Mình đã thấy nó. No. Các bạn ơi đừng. Đâu. Mạng cuối hãy để mình, các bạn ơi đừng. Ngăn mạng cuối các bạn ơi đừng. Các bạn ơi đừng. Please. Sát thủ đã bị hạ. Wow. Xích kẹo.
Xích kẹo đang bơi. Đây là niềm hy vọng mạng cuối cùng của xích kẹo. Wow. Wow. Đây là niềm hy vọng mạng cuối của xích kẹo. Đây là niềm hy vọng mạng cuối của xích kẹo. Yeah, xích kẹo gánh team. Tuyệt vời. Và đây, kẻ ăn nhiều mạng chưa chắc đã là người chiến thắng mà là người ăn ít mạng nhưng giết mạng cuối cùng nhà mời xích kẹo chiến thắng. Ui, câu làm tôi phì cười. Câu làm tôi phì cười đấy. Yeah, tuyệt vời. Kẻ ăn hai mạng cuối cùng hạ gục mạng cuối sắp thủ đai. Tuyệt vời, thật không được tin nổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.